Rồi, hang về các bạn. Ở đây thấy có xuống một mớ mấy cặp cỏ ha. Rồi cái gì nè. Rồi mấy cày nè. GB1702 hai cầu. Kubota B6000. Có con 2002 kìa ta. 03 à, cái này có một cầu. Một cầu. Con này con gì ta? Shibaura, không biết cái đời bao nhiêu. Áo nơi quần ngã đó, hàng nó về là khi mà mới về con này tay lái trợ lực, khi nào mà mới về là nó vậy nè các bạn. Để mình xem cho các bạn xem thử coi công cái mà cái đồng hồ nha. Có nhiều bạn nói tua giờ tôi giết rồi ha, như cái này mình thấy giờ nó mới có 1560 giờ các bạn thấy không đó. Đó, như cái con này nè, đây có hàng mới vừa công về các bạn thấy không, cái con này mới 1266 giờ. Bây giờ cho nên ở bên Nhật đó là nó xài một cái giới hạn là nó bỏ thôi, con này đồng hồ ba số mấy 300 mấy giờ thôi, 335 giờ. Đây như con này thấy không, 1178 giờ đó, mà thấy không. Rồi bây giờ mình coi xuống công ha. Ôi chị rớt à. Ra mép luôn. Con này mấy cày nhiều quá ha. Mấy cày nhiều. Một chiếc xe nâng ha. Dạ ở đâu YouTube à. Đúng rồi, mình ở đâu à, mình tránh à vậy. Xong cái mền đồ lại kỹ nè. Ôi tay lái ra, tay lái. Trời lâu quá mới gặp ha. Lâu quá rồi mới gặp ha. À, đẹp F24D đẹp quá ha. Xuất sắc ha. Thôi con này nhiêu giờ chạy rồi hả? Không, ý là bao nhiêu giờ chạy. Ôi trời ơi, bể kiến rồi, uổng quá Nhật.
Cái này thì cắt cái kiến mới gắn vô thôi. Cái kiến thì ăn thua nhưng mà móp đây uổng ha. Con này chạy mới có 2.297, mấy con kia chạy có ngàn mấy không ạ? Hai cầu. Đây là cơ. Nó về bình bọng đầy đủ ha. Hả? Đó bình bọng. ICK 155. Mấy cây nhỏ mà bình to dữ đâu. Bên đó nó xài một cái số giờ nhất định là bỏ thôi. Ở đây là một cái À, cái này cái cano hả ta? Thuyền hả? Cano mà. Không, cái dạng cano này cano lớn chứ không phải nhỏ. Nó này máy dầu máy xăng. Máy xăng 40 lượng. 4 thì 2 thì ta? 2 thì hay 4 thì? Đâu? À, máy Mercury. À, máy nằm đây nè. À, máy nằm đây. Nó dạng như cano vậy ha. Nó dạng như cano ha. Nó dạng như cano ha. Nó có cái thùng gì kìa. Cái thùng gì kìa. Cái này nó có mấy cái cánh cái ấy ngang người ta. Có cái đế của nó luôn, cái đế để kéo xe luôn. À, cái này giống như kiểu mà nó kéo sau mấy chiếc xe du lịch á. Đúng không? À, đây có tay lái nè. À, cái này nó tính rờ tua thôi, của hãng Yamaha hả? 7-8 ngàn tua nhân cho 1 ngàn. À, không còn mới mà nó kêu mình phải mặc áo phao rồi khi mà chạy nè. À, số chạy đồ này nọ ha, cũng giống như xe hơi vậy đó. À, nó đẩy cái ghế cho ngồi lên cao lên nữa. Con thuyền không bến. Ồ, ra là vậy. Một chiếc cano. Con này con lanh loader hả? Lanh loader hả? 320-32 mã lực. Hai cầu. Mấy con này ra cabo đồ vô đẹp lắm ha. Rửa đồ đẹp. Hai cái ấy nó dài. Xe nâng 3 tấn. Bên con. Rồi xong luôn. Rồi. Xong xúc cái đít mà xúc cái đầu không ta? Để chưa? Mới sơ sơ cái đèn vớ vẩn. Okay.
máy Isuzu Isuzu. Con này chạy 3.316 giờ. 3.316. Ôi làm miếng rượu à. Rượu của Nhật nè. Hả? À, rượu nó uống chưa hết nè. Được mà. Rượu thuốc. Đúng mấy. 32 mã lực. Bình bọng nổi ha. Bẻ cái đèn uống đi. Quất phát vô. Sơ sơ rồi anh ơi. Này xài bên cơ thôi. Bên cơ. Ồ, hai cầu không ta? Wow. Con này chục bô nè. Con này 3040 AT nè. Ôi ôi ôi, đời này chuộng lắm. 3040 AT chục bô mạnh lắm. Hai cầu. Mấy cái cầu trước đồ của nó nhìn nó nồi đồng cối đá ha. Ngóc cái đầu lên xíu. Mấy cái bịch của Nhật công nhận bịch quà làm đẹp không? Mua máy tặng cho cái bịch quà đó. Có 4 bánh xe thấy không? Chiếc xe này. Rồi. Hạ xuống đi, hạ xuống đi. Rồi. Xuống đi. Xuống đi. Ở ở đây chút để lấy dây. Nó mày dàn chân chân. Hả? Cái gì? Dàn chân chân rồi. Nặng quá. Ôi. Hạ cái kia xuống đây, ngóc cái đầu lên để chạy nó tuột ra ngoài á. Chạy nó sắp nó tuột ra. Ngóc hết rồi. Hạ nhẹ xuống. Hạ nhẹ xuống, ngóc cái đầu lên thì nó không xuống như này. Rồi, ngóc thôi. Hạ xuống đi. Hạ cả cái xe xuống. Rồi, hết mức. Rồi. Delete 38. Delete 38 lý nào con này 38 mã lực ta? Đã. Bỏ tụt bô đó ta. Đúng rồi, nó tăng chục bô tăng lên 38 mã lực á. Delete 38. Chục bô delete lên 38. Xong. Ôi à. Ra. Ra luôn. Thôi coi con này chạy bao nhiêu giờ rồi. Một 1178 giờ. Thôi có tay lái trợ lực không? Không có trợ lực. Không có trợ lực.
phải trợ lực là có đường ống nhớt lên liền. Có thể lực thì có. Ồ, con này mới ghê ha. Ha. Nè. Anh. Còn mới ghê chưa? Đẹp ghê chưa? Ha. Mới. Sơn xiết rồi mới. Bình đồ còn mới chen nè. Chất lượng vượt trội. Trời ơi, xe nâng nó mới 1,5 tấn. Mấy chiếc? Hả? Một chiếc hả? Một hả? À, còn chiếc cho còn nữa không? Xe nâng luôn. Đẹp quá trời đẹp. Không biết máy dầu, máy xăng đâu. Hả? Máy xăng hả? À, ba tì ba là quá đẹp luôn. Xúc luôn. Xúc vô. Đây là con nông cơ Nhật Thiên nha mọi người. Nông cơ Nhật Thiên. Có khi nào móc sắt ở dưới bụng không? Hả? Thật là gian nan. Nóng quá chịu nổi. Trời nóng nực ghê. Trời nó đẹp. Máy xăng hả? Máy xăng hả? Mới ghê. Nè các bạn thấy không? Máy ở bên Nhật á là về dầu là vẫn còn các bạn thấy không? Nè nó đang chảy nè. Đó, trong những cái bình dầu để mình cho các bạn xem thử nha. Cho biết. Đây nè. Nè.
còn dầu nè các bạn thấy không nè, đó trong bình là vẫn còn dầu rất nhiều luôn, lấy lên là chảy ròng ròng luôn à. Còn cả nửa bình dầu, có nhiều bạn nói làm gì có cái hộp dầu nào không đó. Wow, nâng luôn hả, mấy tấn? Xúc cơ chắc nó gài số cho chắc. TMC năng ghê chứ. Con này đâu cẩu nổi con này đâu. Thử coi hàng mấy bên Nhật về coi có đề nổ không. Ra nâng luôn. Đâu lên đề thử coi. Có chừng nó chạy á. Nó có cái cây gì giống như cây đục vậy ta. À. Yếu bên đây. Được chứ. Xài thử cái mới nó ra làm sao. Hinomoto E232 một cầu, hàng bãi nội địa Nhật. Coi coi đây, từ trên công xuống coi con này nhiêu giờ. 1276 giờ nè, thấy không? Nó có nhiều thằng nó kêu tua đồng hồ.
1276 giờ. Ông chủ tập lái xe nâng hồi nào ta? Ông chủ tập lái xe nâng hồi nào vậy? Lâu lâu nay rồi. Em đây là mới tập lái, em tập lái sâu. S325 Sibora S325 22 mã lực. Đâu coi thử con S này thử coi nó còn mới quá ha. Quá đẹp. Hả? Hơi bị đẹp. Bao nhiêu giờ? Ồ, có 504 giờ ta. Chạy ít dữ vậy. Có nhiều thằng nó kêu tu vào đồng hồ. Hả? Cái dòng này ba hai năm đầu đẹp quá không Sibora 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 chứ không phải Sibora Sibou bao Sibora Sabori. Tiếp tục một em ra xe nâng Komatsu. Thì cái đám xe nâng trước của em to vậy mà cả bầy đó mà bán sạch hết ha. Quay đầu lên, quay chứ.
căng vô. Để vô luôn. Cô mắt khô. Con này mấy tấn Nhật? 2 tấn. Con này 2,5 tấn. À, con đẹp nè ha. Nước sơn đồ còn nguyên sirin. Cái này châm mồi lửa cái là nguy hiểm quá. Ôi cha, cái con nâng nó mới. Nó mới là 90% á. Cái bô nó sáng trang trang. Chắc xăng dạo này mắc quá nó. Nó mới từ cái bình xăng của tập bình. Ờ, chắc nó mắc quá nó không xài. Chìa khóa đâu rồi, còn bình không? Hết bình rồi. Mới cản xà bẻn luôn. Mới can xà bẻn 1,5 tấn. F là xài xăng rồi. FG là F đời F là có nghĩa là xăng. Rồi. À, điểm qua coi coi đợt này về được gì ha. Được một vàng mấy sới nè. Có hàng có hàng thể, có hàng trung, có mà hàng trung bình đó. Có mà hàng chuẩn không cần chỉnh có đủ loại ha. Rồi vàng mấy sới mấy nổ đầu nổ nè.